anh Yên. Làm sao người ta không có anh chỉ có chỉ sợ dạ. Lòng không bền làm đuôi ba lớp biển biết chi ác thằng đóng lên à, quân viên cậu dần dần chúng ta mất thằng hàng rồi anh ạ. Em là Vương Anh ạ. Vô cầu không với tác phong còn chưa đi thẳng một thằng nha. Mời ba đồng chí vào vị trí này. Chào các đồng chí. Dạ vâng, chào. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thiếu tá Đào Văn Quý, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bộ binh 5. Đơn vị cũng rất vui mừng là được tiếp nhận các đồng chí về đơn vị. Xin chào các đồng chí ạ. Rất vui hôm nay được vào đây tham dự chương trình. Thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái thử thách mới cùng trải nghiệm trong môi trường quân đội. Sau cái thời gian này hy vọng sẽ được ra ngoài cuộc sống thường nhật thì cũng sẽ được một sự trải nghiệm rồi thì cũng sẽ có kỷ luật hơn về cái sinh hoạt giờ giấc của những nghệ sĩ, lúc nào nó cũng bị lộn xộn rồi ạ. Đó. Em về ở cùng anh nhé. Yêu là ai bước chân đi thì bàn tay kia sẽ níu lại, sẽ ôm chặt và không thể rời xa. Mời đồng chí tiếp theo, đồng chí giới thiệu về tên, quê quán, sau đó giới thiệu. Chào đồng chí, tôi tên là Huy. Tôi đề nghị các đồng chí ở đây chúng ta đang làm việc nghiêm túc. Mặc dù các đồng chí mới vào, nhưng chúng ta nói làm sao chúng ta có tính nghiêm túc. Vâng. Được quê quán bao nhiêu tuổi? Tôi ở Hà Nội và hiện tại tôi đang 22 tuổi. Tôi rất là hồi hộp, không biết rằng sắp tới mình sẽ làm những gì. Và tôi sẽ cố gắng quyết tâm để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Bạn sinh ra trên đời này để làm gì? Mình đã đặt câu hỏi này với rất nhiều bạn trẻ nhưng đa phần họ ấp ừ cười trừ hoặc trả lời. Mình sinh ra trên đời là để biết bố mẹ mình là ai. Mình sinh ra trên đời để một lần được chết đi thôi. Rồi cảm ơn đồng chí, mời đồng chí tiếp. Xin chào đồng chí, tôi là Trần Vương Anh, hiện tại tôi 25 tuổi và khi mà tham gia vào chương trình và tham gia vào bộ đội thì tôi cũng muốn rèn luyện bản thân. Và những gì tôi muốn nói thì hai đồng chí này nói hết rồi. Hỡi cô gái, có vẻ đẹp kiều diễm kia, nàng có biết rằng ta ăn sáng mà quên đánh răng, ta dùng xăng mang đi vo gạo, ta trở nên khờ khạo cũng chỉ vì muốn biết Facebook của nàng đó. Thanh niên dạo này dễ cắn câu đó. Rồi sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ bộ để các đồng chí nắm về đơn vị. Đơn vị tiểu đoàn bộ binh 5 là đơn vị trực số 1 của thành phố Hà Nội, thường xuyên ở trạng thái cao và hiện tại em đang trực cao. Do vậy, thay mặt chỉ huy đơn vị, yêu cầu các đồng chí vào trong đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật. Mọi các hoạt động các đồng chí như những người quân nhân thực thụ tại đơn vị. Ngày 19 tháng 10 năm 1946, Chiến khu 11 chính thức được thành lập và ngày này đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng vũ trang thủ đô hiện nay, tiền thân của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946, thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiệu lệnh tấn công, lan thiết bị phá nhà máy điện, làm cả thành phố mất điện và pháo đài láng đổ sụp. Cuộc kháng chiến toàn quốc chính thức bắt đầu. Chiến trong nội thành Hà Nội diễn ra ác liệt. Trong 60 ngày đêm, quân ta tiêu diệt gần 2.000 tên địch, phá hỏng 20 xe tăng, bắn rơi và bắn hỏng 7 máy bay địch, bắn chìm 2 cano và đã giam chân địch trong suốt 60 ngày đêm, bảo toàn lực lượng cho kháng chiến. Trong cuộc chiến đấu không cần sức này, chiến sĩ thủ đô đã chiến đấu với tinh thần quyết tử để bảo vệ Tổ quốc, quyết sống chết với thủ đô. Tôi tự giới thiệu, tôi Vũ Thành Văn, Thượng úy Trung đội trưởng. Các đồng chí là chiến sĩ mới,
huấn luyện tại đơn vị, thứ nhất là các ông chí phải nghiêm túc thực hiện 11 chế độ như bộ đội, như tân binh. Và tôi yêu cầu đồng chí Việt, các ông chí khi tôi quán triệt các cái nội dung thì các ông chí đứng trong hàng, các ông chí phải nghiêm túc làm việc. Cảm ơn, nghiêm túc ạ, đây là mệt mỏi. Tôi sẽ kiểm tra lễ tiết tác phong của các ông chí. Tất cả các ông chí giơ tay ra, giơ hai tay về phía trước, bật tay xuống. Rồi các ông chí bỏ tay xuống. Về lễ tiết tác phong của các ông chí thì cơ bản móng tay, râu các ông chí đều để đúng quy định. Nhưng hiện tại tóc các ông chí không đảm bảo. Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đi cắt tóc. Mời đồng chí Việt. Sắp tới đây sau cái này tôi lại có quay hình một số về bên phim, nên là tôi đang xin đồng chí là nếu có cắt thì cũng cắt kiểu bình thường hai bên được, cắt đúng như vậy thôi ạ, nhưng không được cắt được 3 phân như các đồng chí khác, ưu tiên hơn một chút rồi. Mà hai đồng chí có ông chí nào có vấn đề gì không? Tôi cũng đang tham gia một bộ phim và tôi chỉ có thể cắt được ngắn hơn một chút thôi. Tôi chỉ làm vậy. Báo cáo tất cả các đồng chí, cái này là quy định chung, tất cả chúng ta đều phải cắt như nhau cả. Yêu cầu đồng chí Vương Anh đứng trong nghiêm túc. Tôi nhắc các đồng chí đây là các đồng chí mới, đang đứng nghiêm, cái này từng bước sẽ có huấn luyện từ đứng nghiêm như thế nào. Đây đồng chí Vương Anh lại tiếp tục. Nhắc các đồng chí khi đứng nghiêm hai tay các đồng chí không được đưa tay lên làm các động tác thừa. Thì sau đây Vương Anh đồng chí xếp lại cái quần áo sau của ông chí vào đúng vị trí đầu giường. Sau đó ba ông chí tôi sẽ dẫn xuống các ông chí xuống vị trí để chúng ta cắt tóc và thực hiện các nhiệm vụ khác. Ông chí Vương Anh, tôi nhắc lần thứ ba nha. Khi đứng trong hàng chúng ta phải nghiêm túc. Tránh chúng ta đứng trong hàng mà không nghiêm túc khi tôi nói phải có người nghe đấy. Tôi lại tiếp tục nhắc anh Vương Anh lần thứ ba, lần thứ tư. Ba ông chí cắt tóc, các ông chí chú ý nha, chúng ta cắt đúng quy định 3 phân. Cắt mà cắt cho đúng 3 phân nha. Đội trưởng đừng nhắc đi nhắc lại thế em đau lòng. Không vấn đề gì cả. Ba phân thật đấy hả? Dạ. Ba phân thật đấy, thật hết à? Ui. Thì đồng chí cắt bình thường cả. Nhưng mà cắt chọc rồi 3 phân thì chết rồi. Đừng ngắn quá nhá, ngắn quá nhìn mặt láo lắm. Đồng chí ạ. Láo vào trong này là hiền không? Không, cái mặt ấy, tính rất hiền nhưng mà cái mặt tôi nó bị láo. Thế em khổ. Chứ Hào cắt cho ngắn xuống. Cắt bay cái chỏ mới đi. Thế nào nó 3 phân? Cắt hai cạnh đây này, cắt cho tròn lên. Đồng chí vừa rồi ạ. Đồng chí nhất, đại trưởng của chúng ta. Đại đội trưởng, wow. Cảm ơn đồng chí. Từ bỏ một thói quen sẽ khiến trái tim này càng đau thêm. Chắc có lẽ sẽ không thể mau quên. Từ bỏ một thói quen đâu phải dễ dàng. Em quay lại, em phải đi soi gương xem như nào. Chị Huy đâu? Huy quay lại. Tôi nhắc đồng chí Huy nhá. Dạ. Đồng chí ra khỏi vị trí, đồng chí phải báo cáo. Dạ vâng. Tránh tuyệt đối tự ý ra rồi khỏi vị trí. Dạ vâng ạ. Cấp trên chỉ thị xong hô rõ chứ không có vâng ạ hay là em đã biết rồi. Chỉ huy rõ chưa? Rõ. Lại lần nữa. Rõ. Tiếp tục làm lại. Rõ. Đồng chí tiếp tục làm lại. Rõ. To rõ hơn. Rõ. Được. Ba đồng chí đã cắt tóc xong. Sau đây các đồng chí đứng dậy.
Tôi là Vũ Văn Đoàn, tiểu trưởng. Hai là đồng chí Lưu. Ba là đồng chí Tài, chí Chiến. Ba là đồng chí Văn Anh. Còn đối với tiểu đội, tôi là tiểu trưởng. Do vậy là mọi mệnh lệnh mà tôi phát ra, các đồng chí phải chấp hành mệnh lệnh của tôi. Trong công việc phân công tất cả công chí, các đồng chí phải một là cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình được giao. Trong trường hợp nếu xảy ra khó khăn hoặc có vấn đề gì mà các đồng chí không làm được, một là đồng chí báo cáo, hai là đồng chí nhờ đồng chí đồng đội mình giúp đỡ. Về các tác phong tập trung, yêu cầu các đồng chí là khi có khẩu lệnh của trực ban hoặc khẩu lệnh còi, một là cơ động, ta thực hiện là chính quy 3 con đi 5 bước chạy. Cái việc mà đội vụ vệ sinh công chí, bây giờ công chí mới chăn thì chăn mới, mà công chí không cụ thể tỉ mỉ, không chịu khó, không tự học tự rèn. Một là đối tiểu đội, nếu chăn đồng chí làm xấu mà phản ánh của trực ban trực thi đua hàng ngày của đơn vị, cái thời gian ngày nghỉ, thời gian đó tôi sẽ duy trì công chí về cấp trần để làm sao trong thời gian 1 tuần công chí trải nghiệm trong đây, làm chứ phải bảo đảm được về đội vệ sinh. Đặc biệt là chỉ trong ngày 1, ngày 2 là chứ phải bảo đảm được rồi. Và những nội dung tôi quán triệt công chí trong thời gian tới để tránh công chí mắc phải. Bởi vì chúng ta đây là sống trong môi trường tập thể, các công chí làm gì, các công chí làm cho công chí, nhưng phải nghĩ cho đồng chí đội mình. Thực chất em thấy ở trong này khá là căng thẳng, không vui như cái lúc em mới bắt đầu vào. À, chị đứng nghiêm túc. Một là này là vẫn còn đồng chí tàng trữ sử dụng mạng rồi. Và nếu cao tinh thần thì sao? Đồng chí đã còn giữ lại đồng chí mạng rồi. Nghe cho bạn gì em? Em ngấu mà. Vậy yêu nào đây? Đâu yêu đó. Vậy yêu nào đây? Nhắn tin với bạn. Đồng chí đã còn giữ lại đồng chí mạng rồi. Tôi xin mời. Và cái việc sử dụng điện thoại di động trong đơn vị là đặc biệt là trong cái đội là cấm. Nhưng không phải công chí là lợi dụng một cán bộ không để ý ông chứ còn giữ lại trên người. Do vậy yêu cầu là công chí chấp hành nghiêm túc và công chí quán triển và tự giác chấp hành là chính. Rõ chưa? Rõ. Thực sự cũng là rất là khó bởi vì em là một người hoạt động trên mạng xã hội. Không có điện thoại thì em cũng cảm thấy hơi là buồn một chút thôi. Một chút thôi. Nhưng mà cũng là cả thế giới đối với em rồi. Chỉ sau vài giờ sống trong quân ngũ, mọi thứ có vẻ như đảo lộn với cả ba chàng trai. Đồng chí đã còn giữ lại đồng chí mặt ạ. Yêu cầu đồng chí Vương Anh đứng trong nghiêm túc. Không điện thoại, tóc ba phần, quân tư trang nghề lính và lối sống kỷ luật. Rõ. Họ sẽ thích nghi với điều này như thế nào đây? Rõ. Các ông chí làm gì? Các ông chí làm cho ông chí, nhưng phải nghĩ cho đồng chí đội mình. Áo này lại áo ai nữa? Áo của anh đấy. Lại áo anh? Hoặc à, không, áo em đấy. Áo em đã có tiết đâu. Ừ, áo em đã có tiết đâu. Áo anh à? Chèo lại cách góc chăn màn thôi. Chèo cách góc quần áo thôi. Để không nhận nhà đâu. Rủ thôi nhá. Cắp đôi này. Mặc là gì à? Lại mặc dàn gì à? Lại đổi áo à? Nào, công chí thay cao 7 tác phong. Lại thay cao 7 đi. Là cái nào? Cái không phải là cao cái dàn gì? Cao 7 là gì đây? À rồi. Kiểu trong này chỉ có ăn mới mặc quần áo. Tiết ở áo này. À đâu, áo này. Đây. Hai cái tiết. Chế tổ nhanh lên. Đổi tí. Rồi, ta đặt ba lô nhanh lên. Tổ bóng rồi. Đi. Không cả đội ăn phạt đâu. Quy hai cái trên cái dưới thôi, chính quy tiếp. Không có bát. Quay dưới người, ban đầu. Chiến ơi. Chúng ta đang hô khẩu lệnh, chúng ta chạy ra thế à? Thôi, đơn vị giải tán tập trung lại. Đơn vị giải tán. Tiết đâu? Tiết nay cậu nào cầm rồi? Lại ông nào cầm? Cậu nào cầm rồi? Tiết
cười cho tập trung lại bây giờ. Vô trách các chú đội kiểm tra số báo cáo. Tiết tiết của em cậu ở trong đội cậu cầm. Giờ biết làm sao bây giờ? Chi này đâu, tiết anh không có này. À, đeo không kịp ạ. À, xin lỗi. Cố động lên kìa. Tập trung lại. Đại đội giải tán đây. Cho giải tán tập trung lại. Đơn vị giải tán. Tự nhiên vì một cái lỗi của người khác mà bắt em chạy như thế này như thế kia thì bản thân em rất khó chịu. Thành ra cái lúc đấy mà em nghĩ là từng đấy con người khó chịu về bản thân mình. Và em cảm thấy rất là lo lắng. Giải tán, tất cả giải tán hết. Thì mình thấy là mình càng có ý thức hơn khi mà chỉ cần mình làm sai cái điều gì đó thì các bạn cũng sẽ phải làm liên lụy theo tất cả các bạn. Và các bạn cũng sẽ phải chịu theo mình. Trước khi ăn cơm nhắc trực tiếp chỗ ông chí Việt, ông chí Huy, trung đội 2 cái này nhắc lần này các ông chí rút kinh nghiệm, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Sau đây các trung đội cho đội đi ăn cơm bắt đầu. Em cảm thấy thực sự là em rất là khó chịu với bản thân mình. Tại sao mọi người làm được như vậy mình không làm được như vậy, xong rồi làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Trung đội 2 chú ý đây. Trước khi vào nhà ăn, ăn cơm các đồng chí ngồi nghiêm túc, tránh cười đùa và trêu chọc nhau trong giờ ăn cơm. Trung đội 2 nghiêm. Đi đâu? Bước. Cứ bước đi. Đoàn bắt nhịp hát đi. Hát bài gì ạ? Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Người chỉ đến mơ lần, ngày ngày lo sao cho toàn dân ấm, toàn dân lo được học hành. Vui khi nào, đi thẳng. Ăn cũng phải cũng có ý nghĩa, gọi là một bài hát nhắc nhở người quân nhân. Trước khi ăn uống, chúng ta đang phục vụ một cái gì, chúng ta đang vì một cái gì mà chúng ta phải sống. Ui, ngon này luôn cơ à? Ờ, mấy đồng chí đó, mời mấy đó. Ăn nhanh ạ? Bà là cũng ăn cơm, mình không biết. Bà làm ăn cơm tự nhá. Là sao? Ăn cơm tự. Ăn 15 phút đúng không? Đây có karaoke không? Có ạ. Tối hát karaoke. Vâng. Thế thôi. Em không hiểu sao hôm nay làm không nhiều mà anh rất đói. Ở nhà là em không bao giờ em ăn rau cần đâu. Nhưng mà đến đây là em ăn cá đậu nữa. Rau tự mình trồng luôn. Ăn nó cũng khác nhỉ, ngon hả? Thịt thiết thứ này là mua đúng không? Mình cá mình tự nuôi đấy. Thịt lợn tự nuôi đúng không? À. Thôi ăn đi ăn đi. Mình ăn rồi. No lắm rồi ấy, không ăn được nữa đâu. Cố ăn, không có sức đâu. Tôi về em rất là đói. Thành ra em ăn rất là được. Em không biết là nó ngon hay không, em chỉ biết là em muốn ăn rất nhiều và em ăn rất nhiều. 3 bát cơm liền và vài bát canh. Giờ này hai bạn người cũng cảm thấy lúc đầu tiên vào ngày hôm nay cũng uể oải với mình. Em cảm thấy rất là ngon và em đã ăn đậu. Mặc dù em rất không thích đậu. Tập ghế. Ôi dồi.
Vâng, thì đồng chí theo quy định thì sau khi ăn cơm xong giờ sinh hoạt tiểu đội rút kinh nghiệm một số điều. Một, về cái tác phong của buổi chiều ngày hôm nay, chậm là chạy, làm được ta làm lại, xuống rất tập trung rồi vẫn còn chạy lại, thế nhà ba lần còi, rồi ý thức đứng trong hàng ngày hôm nay nữa. Nhắc đồng chí Vương Anh, đồng chí đứng trong hàng một là nói lẹo rồi ngọ ngậy, khi có khẩu lệnh trực ban nghiêm để đứng nghiêm túc, được lệnh cấp trên như nào cũng tận diện. Hai là tác phong của chỉ huy, đồng chí Vương Anh xuống tập trung rồi, xuống tập trung lần thứ ba chỉ huy vẫn còn tác phong chậm, quân hàm chưa cài được. Không phải ngày nào cũng như thế này, mới ngày đầu là này thôi. Còn sống trong tập thể, lấy tập thể là cá nhân, một cá nhân làm không được thì cả tập thể chúng ta cùng thực hiện, chứ không phải là cá nhân nào làm cá nhân đấy chịu đâu. Văn trung đội trưởng trung đội 2 để đi công tác của bộ tư lệnh, nên là tôi là đại trưởng đại 15 duy trì trong thời gian đồng chí Văn đi vắng. Cắt cho tròn lên, cho giải tán tập trung lại, cười cho tập trung lại bây giờ. Còn đối với ngày hôm nay, từ 6 chúng ta nhận thêm 3 đồng chí mới về đơn vị, nửa ngày đồng chí vào đơn vị. Có khó khăn gì không? Gặp rất nhiều khó khăn ạ. Tôi mới vào và chưa theo được. Bên cán bộ cũng hơi khắt khe, thế nên là chúng tôi hơi bị áp lực ạ. Có ông chí nào có ý kiến nào khác? Khắt khe thì tốt, để... nhưng mà tôi cảm thấy khắt khe quá thì hơi căng thẳng. Chỉ thẳng cường thì bớt khắt khe. Tôi thì ý kiến của tôi là thì tôi sẽ cố gắng thích nghi và rèn luyện mình theo đúng cái môi trường của quân ngũ. Như chúng ta biết đấy, kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Cán bộ, hạ sĩ quan chiến sĩ từ cấp nhỏ nhất đến người cao nhất trong quân đội đều phải chấp hành nghiêm đúng điều lệnh. 100 đồng chí trong đại đội, một đồng chí đi bộ thôi, 100 đồng chí là mỗi đồng chí 1 phút, 100 đồng chí là 100 phút rồi. Thế là các đồng chí ngay ý thức, các đồng chí ban đầu các đồng chí phải suy nghĩ cho đúng. Bây giờ hô xung phong lên lại nằm lại vị trí của tôi, nên để anh em hy sinh. Nhất nhất chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy. Tôi cười tôi nhắc nghiêm túc đấy, không đùa đâu. Sau này các đồng chí được huấn luyện bắn súng, thuốc nổ, tất cả cái đấy đều rất là nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng các đồng chí. Ta không phải là chuyện đùa đâu. Rất áp lực đấy, nên là yêu cầu các chị phải cố gắng. Còn các chị chiến sĩ cũ, các chị giúp các chị mới hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong thời gian này. Có. Tiểu 6 các chị thực hiện theo nhiệm vụ. Đại tá người ta phòng mình. Gãy chân. Bước bên nào nhỉ? Thì em cứ nghĩ là lúc em mới vào thì em là khách mời, là cũng là kiểu là nghệ sĩ, và mọi người vẫn nói chuyện rất là thoải mái, và nghĩ là chắc là họ chỉ đến họ chỉ trải nghiệm thôi, họ vẫn có một cái gì đấy ưu tiên hoặc là đối xử tốt hơn một chút, nhưng mà bùm một phát không tốt hơn một chút nào cả. Bây giờ cái mẹ hay nhỉ, rõ ràng có một cái giường này đấy, này cứ phi vào cái giường này ngồi. Tôi là dai đẹp nhưng mà tôi không dễ dãi nhé, tối nấu ăn. Bộ đồ tắm đâu? Đồ tắm hả? Để tắm hả? Tắm sao không? Để hết luôn vào một túi thì có phải dễ hơn không? Để cho lúc cầm là cầm đi hết cả một túi. Trời ơi, thế cả ngày cứ mở ba lô ra, mở ba lô vào, mở ba lô vào. Quýt mẹ ra. Đút xoa phát này, có gì đó. Xin nó cóc làm gì? Trong này ấy, nhắc con dìm. Cho nó phồng ra, nó đẹp ấy, hiểu không? Ok. Đến giờ tập dìm. Ờ, thế bây giờ mọi người tập luyện thì cái ngày chống đẩy là khỏe hơn, khỏe vãi, để em
mới công trình giới thiệu về thân mình trước, sau đó lần đầu tiên. Tôi là Huy, mọi người biết đến tôi và cái tên là Huy Cung. Người đẹp trai lồng lộn, đẹp trai bất khuất, đẹp trai không lối thoát, đẹp trai bất diệt, đẹp trai phải thế Huy Cung. Tôi đang là một team blogger ở trên mạng và đang được khá nhiều bạn trẻ tôi thích. Lúc đầu tôi cũng khá là lo sợ, không biết là vào đây tôi sẽ gặp những cái gì, nhưng mà đến khi mà tại thời điểm này thì tôi cảm thấy rất là vui, rất là thoải mái và tôi nghĩ rằng mình vào được cái phòng có những đồng chí rất là vui tính và tôi thích. Tôi là Trần Vương Anh, thì từ trước đến giờ mọi người biết đến tôi qua nhiều thể loại khác nhau, mỗi người biết một kiểu, tức là bảo thằng quen mặt nhưng mà không nhớ tên lắm, nhưng thành ra là tôi thì quen mặt là được rồi, thì quen mặt quen hơi đùa chút vậy thôi, chứ thực sự ở đây là một cái môi trường mà tôi có thể cố gắng rất là nhiều. Mong mọi người giúp đỡ khoan đúng không? Xin mời anh Khắc Việt. Tôi là Việt, và hiện danh là Khắc Việt. Thực ra là đây không phải là lần đầu tiên tôi có kiểu từ quân đội này. Không có rồi. Đối với tôi ấy, thì tôi chỉ muốn là đứng trước máy quay và có những điều gì đó. Nó có một cái điều kiểu kỷ luật. Nhưng tôi muốn đằng sau tất cả mọi thứ đấy, nó làm anh em cũng là em hòa hợp trong tất cả mọi tỉnh trong một ngôi phòng với nhau. Không phải các đồng chí phải làm gì quá căng thẳng hoặc là cái gì cả. Để khi nào mà chúng tôi đi, tôi để lại ấn tượng của tôi là cực kỳ những anh em tôi vừa quen. Đó là cách tôi luôn sống với mọi người, cách chào đón tất cả tôi đối với mọi người. Chắc thể trong một ngày nào đó thì các bạn sẽ có muốn kiểu như là muốn gần gũi vào tôi hoặc là muốn hành tôi, thì các bạn sau 7 ngày các bạn cũng không được làm điều đó. Tôi xin cảm ơn đồng chí Việt. Con chỉ nghe đồng chí Việt nói, đồng chí thấy một đối với đồng chí Việt tôi nhắc đồng chí về hiện tại đồng chí đang là quân nhân rồi, chứ không phải chỉ là ca sĩ. Vâng. Do vậy là cái quá trình bây giờ là ta về đây ta phải chấp hành đúng kỷ luật. Tôi hiểu ý đồng chí nói. Đồng chí là tôi không có một cái gì gọi là không chấp hành cả. Có thể là đồng chí đang hiểu sai tôi. Không phải, tôi hiểu thế đồng chí. Nhắc đồng chí một là cái này, tôi nói đồng chí này nghe. Vậy đồng chí xem đồng chí nói. Không, đối với cá nhân tôi thì quan trọng tôi xin lỗi. Tôi nghe những cái gì đúng tôi sẽ nghe. Tôi nói thật, tôi nghe những gì đúng tôi nghe. Kể cả đồng chí nói nhưng mà tôi không sai, nhưng mà đồng chí bảo là đồng chí đã nói tôi nói thật là không sai, nhưng mà đối với cá tính đối với tôi là thế, tôi nói thật. Đại đội 5 báo động kiểm tra con số. Điều 6. Vâng. Điều 6. Vâng. Em không biết là chạy đến bao giờ. Chưa lần nào chạy xa nhỉ. Thế đồ đạc mới làm sao mà được không? Đồng chí Nguyễn Khắc Việt. Đó. Ra vị trí. Đó. Cười đồng chí đồng đội là không được. Báo cáo. Tôi Cung Đức Huy, tiểu đội 6, trung đội 2 đã có mặt. Hết. Trung đội 6 chỉ dừng lại.